Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Tấn công hoàng tử William, nhà Meghan nhận cách đắng khi cung điện chính thức lên tiếng. Cuộc tấn công của nhà Sussex vào hoàng tử William đã không đem lại kết quả gì, ngược lại cặp đôi này lại bị cười chơi nhiều hơn. Trang Daily Mail đưa tin, cung điện Kensington đã yêu cầu kênh ITV cắt bỏ các chi tiết liên quan đến cáo buộc William và các nhân viên của mình tự dựng lên một câu chuyện không hay về sức khỏe tinh thần của Harry. Cụ thể, trong bộ phim tài liệu Harry and William, West End Prom được phát sóng vào khung giờ vàng tối ngày 4 tháng 7 giờ địa phương, trên kênh ITV của Anh đã cắt bỏ tuyên bố của phóng viên Omish Popian, bạn thân nhà Sussex, về việc nhân viên của hoàng tử William thiêu dịch câu chuyện Harry và việc nhân viên của hoàng tử William thiêu dịch chuyện Harry có vấn đề về tinh thần hồi 2019. Điều này xảy ra khi ITV cân nhắc cẩn thận yêu cầu từ phía cung điện. Được biết đại diện cung điện Kensington đã liên hệ các nhà sản xuất liên quan đến những chi tiết trong bộ phim tài liệu. Một trong số đó là bác bỏ tuyên bố của Sophie. Theo cung điện, nam phóng viên này không hề có bằng chứng để cho thấy lời anh ta nói là sự thật. Sophie, đồng tác giả cuốn sách viết về nhà Sussex đi tìm tự do, thường được biết đến là người đại diện phát ngôn cho vợ chồng Harry, Meghan. Trong phiên bản gốc của Harry and William, What's When Chrome, Sophie ám chỉ rằng cung điện đã gửi thông báo tóm tắt cho báo chí về sức khỏe tinh thần của công tước xứ Sussex. Sau khi ITV phát sóng cuộc phỏng vấn của Paddy với vợ chồng Harry trong chuyến công du Nam Phi hồi 2019. Theo Sophie, những nhân viên trong cung điện có thể đã nghe theo lệnh của hoàng tử William để rò rỉ những thông tin xấu của Harry. Ông Miss Pye nói, không phải ngẫu nhiên mà các trợ lý của William ở cung điện Kensington lại bắt đầu một chiến dịch nhằm chống lại Harry. Chỉ một ngày sau khi công tước Sussex nhằm xác định những tin đồn bấy lâu và rạn nứt với anh trai. Điều đáng nói là cuộc tấn công vào hoàng tử William diễn ra ngay sau khi Harry trở về Mỹ đoàn tụ với vợ con sau khi anh hoàn thành lễ khánh thành tượng công nương Diana, khiến dư luận càng thêm phẫn nộ. Trước cáo buộc này, cung điện cảnh báo ITV rằng đỡ một tin đồn nhảm nhí không đúng sự thật như vậy xuất hiện trong chương trình đó là sự phỉ báng. Cuối cùng, ITV phải chọn các phần liên quan đến sức khỏe tinh thần của Harry có liên quan đến hoàng tử William. Trước đó, trong bộ phim tài liệu của ITV 2019 được quay ở châu Phi trong chuyến công du của nhà Sussex, Harry thừa nhận phóng viên Paddy rằng anh không còn thân thiết với anh trai nữa và cả hai đang đi đến những con đường khác nhau. Cũng trong chuyến đi, Meghan tiết lộ cô đang tồn tại chứ không thực sự sống và có ý ám chỉ hoàng gia đã thờ ơ với tình cảm và sức khỏe tinh thần của cô. Cô còn nói thêm, không có nhiều người hỏi liệu tôi có ổn không. Có thể nói rằng cung điện Kensington đã có động thái đáp trả đầy mạnh mẽ trước những thông tin bôi nhọ hoàng tử William, người sĩ làm vua sau này. Nó không chỉ làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của công tước xứ Campbell mà còn tác động đến hoàng gia. Động thái này của hoàng gia Anh cũng cho thấy họ đang thực hiện đúng chỉ thị của nữ hoàng Anh sẽ không im lặng và lên tiếng vì sự thật trước những thông tin xa lợp mà nhà Sussex cùng bạn bè họ đưa ra. Rõ ràng, nhà Sussex đã phải nhận một cái kết đáng thất bại trong việc bôi nhọ hoàng tử William và bị cung điện đáp trả một cách gay gắt, quyết liệt. Giờ đây, ông Sipan và những người bạn thân của cặp đôi này hoàn toàn mất giá trị trước công chúng khi lời nói của họ không đáng tin cậy một chút nào, theo nguồn Daily Mail. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.